Nghe thấy câu trả lời như không này của ông Văn, tôi nhăn mày. Rõ ràng là ông Văn không có ý muốn nói cho tôi sự thật. Nó còn làm cho tôi lo lắng và tò mò hơn. Tất nhiên tôi không cam tâm, tiếp tục gặn hỏi ông Văn cho bằng được. Nhưng lần này ông phẩy tay, trực tiếp nói với tôi: "Được rồi nhóc con, đừng có hỏi nữa. Việc duy nhất cần làm bây giờ là con phải sống thật tốt. Những việc khác con đừng quan tâm, cũng đừng hỏi, để đó ông và bố con lo là được rồi." Nói xong, tôi để ý tới vết bầm trên tay của mình, đây là bị ông nội nắm, nhưng đến tận bây giờ nó một chút cũng không tiêu tan, cứ mãi như vậy. Tôi nhớ ông Văn lúc đầu nhìn thấy dấu vết này, sắc mặt ông rất cổ quái. Bây giờ ông chỉ lên dấu tay của tôi và bảo: "Đó là do ông nội con để lại cho con, còn những việc khác, ông cũng không biết." Nghe thấy vậy, tôi nhíu chặt lông mày, ông nội để lại cho tôi. Lẽ nào đây là một thứ rất tốt sao? Sau đó ông Văn dặn dò tôi buổi tối phải trông coi quan tài của ông nội. 7 ngọn đèn bên dưới quan tài nhớ phải thêm dầu. Hơn nữa phải chú ý, đèn không được tắt, cả bát hương trước quan tài của ông nội cũng phải trông chừng cẩn thận. Sau khi trời sáng, quan tài ông nội vẫn không có động tĩnh gì. Nhằm tránh phiền phức, ông Văn quyết định giữa trưa đem quan tài của ông nội lên núi hạ táng. Tất cả mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, ông nội được hạ táng vào phần mộ tổ tiên của nhà tôi. Nói đến phần mộ tổ tiên, thực ra tôi vẫn có chút không hiểu. Đó chính là phần mộ của mẹ tôi. Mộ của mẹ tôi không được mai táng trong mộ phần tổ tiên, mà là ở ngọn núi sau nhà tôi. Theo lý mà nói, mẹ gả cho bố, vậy chính là người trong nhà chúng tôi rồi. Sau khi mất cũng phải được an táng gần mộ phần tổ tiên mới đúng. Thế nhưng mọi thứ trong nhà tôi cứ không được bình thường. Các bạn hãy lên YouTube tìm kiếm kênh Gấu Ngốc TV để đón xem tập mới lúc 12 giờ trưa hàng ngày. Dưới sự dẫn dắt của ông Văn, lần này quan tài không phát sinh bất kỳ sự cố gì, ông nội hạ táng thành công. Có điều do quan tài bị đóng đinh, cho nên chúng tôi không có cơ hội tiến hành nghi thức gặp mặt ông nội lần cuối. Sau khi hạ táng ông nội, trong nhà tôi trở nên yên tĩnh đi không ít. Bởi vì ông nội qua đời, nên bố tôi không đi làm phụ hồ nữa. Điều này làm tôi rất vui. Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng ngủ rất ngon. Sau khi nằm xuống giường, không bao lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ. Cũng có thể là do quá mệt, không biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy bản thân mơ thấy ông nội. Trong mơ, bộ dạng của ông nội có chút hung tợn, sắc mặt của ông tái nhợt, biểu cảm của ông hung dữ đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phủ dày tơ máu rợn trừng. Nhưng mắt của ông nội không phải đang nhìn tôi, mà là nhìn sang một hướng khác, xa xôi. Tôi dường như lại nghe thấy tiếng nói yếu ớt đó: "Con ơi, con đang ở đâu, mẹ đây." Âm thanh này hình như ở bên tai tôi muốn quay đầu, nhìn xem thử chỗ ông nội đang nhìn kia có thứ gì, nhưng tôi phát hiện, đầu tôi làm thế nào cũng không thể quay được. Không biết các bạn kênh Gấu Ngốc TV đã từng có qua một loại cảm giác, khi bản thân đang trong giấc mơ, lại biết rõ rằng mình đang mơ. Nếu là một giấc mơ đẹp, bạn sẽ không muốn tỉnh dậy. Nhưng nếu như gặp ác mộng, bạn sẽ cưỡng ép bản thân tỉnh lại, như ra sức lắc đầu. Dù sao bây giờ tôi cũng có cảm giác đó, nên tôi ra sức khống chế bản thân, để cho mình tỉnh lại. Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh, sau đó tôi cố hít thở một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, tôi liền cảm thấy cổ tay truyền đến một cơn đau nhức. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về cổ tay mình. Lập tức nhìn thấy một bàn tay trắng toát phủ đầy nếp nhăn đang giữ chặt cổ tay của tôi. Nhìn thấy sự việc trước mắt, tim tôi đập loạn nhịp, đồng thời há miệng, liếc mắt nhìn lên trên theo bàn tay đó. Giây tiếp theo, tôi nhịn không được, kêu lên thất thanh. Bởi vì bên cạnh giường tôi, vậy mà là thi thể của ông nội đang đứng thẳng tắp bên cạnh. Trên mặt ông vẫn tỏ ra vẻ hung tợn, đôi mắt đỏ thẫm, giống hệt với trong giấc mơ của tôi. Đôi mắt bao phủ tơ máu của ông, nhìn chân chân về phía cửa sổ. Điều duy nhất không giống với trong mơ là, lúc này ông nội đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi có chút đau đớn, mà trong mơ không có. Tôi xoay đầu, phát hiện cửa sổ bên cạnh, không biết bị mở ra từ lúc nào. Tôi rõ ràng vẫn nhớ, tối hôm qua tôi đã đóng cửa sổ cẩn thận. Lúc này, tiếng thét của tôi dẫn bố và bà nội chạy vào. Thời khắc nhìn thấy thi thể của ông nội, bố như sụp đổ, còn bà nội trực tiếp quả khóc sướt mướt. Cái lão già mãi không chết này, ông đi là được rồi, vẫn còn hành hạ thằng bé. Nó là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Lâm đấy. Bà tôi vừa nói xong, tôi phát hiện bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của ông nội bỗng vung ra. Việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Ông nội một người đã mất mấy ngày, bắp thịt đáng lẽ ra phải đông cứng rồi chứ. Lúc này gương mặt bố tôi u ám, ông nói với tôi: "Hồi môn rồi, con mau đi gọi ông Văn nhanh lên, nói trong nhà xảy ra chuyện. Nhớ, trên đường có gặp phải ai, cũng không được nói gì cả." Lúc này, tôi nhìn bố, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu rồi trực tiếp xông ra khỏi phòng. Sau đó, thời khắc tôi bước ra khỏi cửa nhà, cả người tôi bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào mặt sân trước nhà. Bởi vì, những dấu chân vốn dĩ đã biến mất, bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa, những dấu chân lần này không giống với lần trước. Bởi vì dấu chân này không hề đi đi lại lại, mà trực tiếp kéo dài đến cửa sổ cạnh giường của tôi.
sau đó giấu chân in xuống mặt đất ngoài cửa sổ, rất sâu. Nhìn thấy vậy, tôi hít một hơi lạnh toát. Đêm qua bên cửa sổ phòng tôi lại có thứ gì đó, nhìn tôi cả đêm ư. Tôi cảm giác tâm lý của bản thân gần như đã có chút gì không chấp nhận nổi, hơi thở cũng trở nên khó khăn.